Chào các bác làm vườn nhé. Hôm nay một cái dòng kìm cao cấp em lại gửi đến toàn thể các bác. Thì như các bác nhìn trước màn hình đây thì đây là một cái mẫu kìm top, một cái mẫu kìm cao cấp của hàng Đài Loan. Em sẽ bỏ một chiếc lên để cho các bác được xem chi tiết. Với cái mẫu kìm này thì như các bác nhìn thì cũng thấy nó sẽ khác hoàn toàn đối với những cái mẫu kìm khác nhé. Chất liệu của nó rất chi là ok và tên thương hiệu này là thương hiệu top đây. Với cái dòng top thì là một cái dòng của Đài Loan, một cái mẫu kìm mà em rất ít đăng tải nhưng được các bác rất quan tâm. Với cái mẫu này, cán của nó thì sẽ là cán đúc này, chất liệu này các bác nhìn, ốc vít rất chi là chắc chắn, thép thì thép chịu lực. Và với cái lưỡi thép nhé, các bác nhìn trên cái dòng kéo này, cái lưỡi thép của nó rất chi là dày, chống trượt đều có đủ hết. Thì với mỗi một dòng kéo top này thì bên shop dụng cụ nông nghiệp bên em đang nhận gửi trên toàn quốc. Các bác ở đâu mà khi xem được cái video của em mà đang cần tới những cái dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ nhà lông, đặc biệt như một chiếc kéo cao cấp như thế này, các bác theo dõi một chút video thì em sẽ nói giá luôn để các bác nhà mình được tham khảo trên cái dòng kéo top này nhé. Cũng rất nhiều bác yêu cầu để xem cái mẫu kéo top này thì hôm nay em quay rất chi là gần và thực tế để các bác nhà mình được xem. Em đã quay rất gần để các bác nhà mình được xem trên cái mẫu kéo top. Với mỗi một cái dòng kéo top như thế này thì khi các bác mua thì bên cơ sở sẽ tặng theo một chiếc lò xo để dự phòng khi mà các bác cần thì sẽ có thêm một chiếc lò xo như thế này để sử dụng luôn đấy. Thì với mỗi cái kéo top như thế này nhá, bên cơ sở em còn rất nhiều những cái dụng cụ hay về cái đồ nông nghiệp đấy. Các bác mà quan tâm tới đồ nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên cơ sở em, chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ bonsai, dụng cụ cây cảnh. Em hôm nay thì cũng do yêu cầu được các bác muốn chi tiết về cái mẫu kéo top, một cái mẫu kéo của hàng Đài Loan cao cấp. Với rất nhiều những cái mẫu kéo nhưng mà với cái dòng kéo top này thì vẫn đang được các bác nhà mình quan tâm nhiều. Đấy thì hôm nay các bác sẽ xem thật gần cái mẫu kéo này nhá. Đấy thì qua cái video ngắn này, các bác mà quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn thì đừng quên ấn vào nút đỏ là cái nút đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để đón tiếp xem những video của bên cơ sở em về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ bonsai và dụng cụ cây cảnh. Cái này thì cắt rất chi là thích. Và em cũng nói giá luôn để các bác nhà mình khi mua được biết với cái mẫu này. Cái mẫu này em đang gửi tới tay các bác là 250.000. Giá sẽ miễn phí ship 100% nhé. Tới tay các bác bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Và các bác mà muốn xem chi tiết cái sản phẩm này thì hãy kết bạn Zalo với em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đấy là số điện thoại chính có Zalo, có cả Facebook. Các bác có thể vào để tham khảo tất cả những mẫu của bên cơ sở em nhé. Thì một cái video ngắn em cũng vừa chi tiết và gửi tới các bác cái mẫu kéo này, mặt ngược mặt xuôi của nó đây nhá, các bác cũng đều xem được hết rồi. Thì em xin kết thúc cái video ngắn ở đây, hẹn gặp lại các bác một cái video sau nhé.